Xin chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ngày thứ hai của kỳ tập 7 ngày nha các bạn. Giờ mình đi ăn sáng ha. Vô ăn buffet nha các bạn, giờ mình vô ăn buffet nha bạn. Đưa vé. Hai vé, nhân viên đó. Đây này đâu review nha mọi người. Đây, sau này mình sẽ review buffet khách sạn Hàm luôn nha bạn. Buffet sáng thì có chả nè bạn, dưa hấu, này là trái cây, bánh ngọt nè, bánh ngọt bắp, này là dạng như là trứng gà sôi rồi bạn, cháo bạn. Còn đây là mình chấm thôi. Trứng. Đây là trứng. Đây là gì? Cơm. Cơm với cơm gà chiên. Cơm gà chiên. Này là bánh bao với xúc xích. Từ từ bán. Còn này là gì ta? Xôi đúng không? cơm chiên sẵn đây. Đây là hủ tiếu nè, hủ tiếu làm sẵn, nui bánh mì, lại luôn, quay luôn. Đây các bạn ơi, đây là hồ bơi nha, hồ bơi khách sạn. À. Này hồ bơi này chắc tầm mét sáu đó. Mét sáu đúng luôn. Còn. Có độ sâu kìa. Được, đoán chính xác luôn mày ơi. Đó, hồ bơi. Đây mình hôm mình ở trên đó bạn. Hồ bơi này ai cao hơn mét sáu thì ok. Bây giờ mình lên xe bạn, chuẩn bị đi ngày thứ hai. Clip bờ nó đã mất sẵn, bởi mình đã trồng dừa lâu rồi, cho nên đó là mình lợi dụng con cái là nó thích như trong cái bóng râm mà trong cái mát cái dừa nó đâm trồng đó. Bờ clip thì mình không có chuẩn bị gì đâu, mình đã sẵn hết rồi. Rồi mình trồng thì 3 mét một cây cũng tương đối là hơi thích, cho nên đó là chú trồng là 3 mét ở trong 3 hàng, mỗi một clip thì là trong 3 hàng mà ở cái hàng hai bên mương thì trồng theo cái phỉnh của cái dừa, theo cái khoảng cách của cái dừa ở giữa mình trồng cây cacao, còn ở giữa clip thì nó rộng hơn, mình trồng 3 mét. Hồi trước là chú trồng, trước khi trồng là chú đào cái hố nó 4 tấc, 4 tấc vuông, 4 tấc vuông sâu cũng 4 tấc, rồi mình trộn đất mặt á, trộn với phân hữu cơ. Rồi NPK mà loại 16-18 tấn với lại là chút ít thuốc trừ mấy con mối chứ là trộn chứ rồi trồng rồi đó. Cái cao này ở trường nội học Long đưa xuống là nó có nhiều dần rồi đó, nhưng mà hồi mình trồng mình đâu biết cái nào ngon cái nào dở, rồi từ thời gian đó thì mình đã trồng rồi thì thấy cái nào mà nó dở thì mình ghép cải tạo lại, ghép cải tạo lại mình lấy cái giống cá nhiều hơn. Vậy đó, cái ba là hiện tại giờ cái vườn này cái ba là cái đặc điểm của nó là đặc điểm nó là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì bây giờ mình sẽ đi vào thăm vườn cacao xiên dừa của chú Tám nha bạn. Đây. Cái bưởi ngót Đà Lạt để nó canh ăn bưởi à bà bó. Đây bây giờ mình sẽ đi vào vườn cacao xiên dừa đây. Dừa vườn cacao. Cacao này thì trồng từ năm 2005 tới giờ nha các bạn. Nay là 14 năm rồi tính thời điểm hiện tại. Đây, nó ra trái rồi nè. Đây. Đâu, cái nào bị bò xịt mũi đâu. Đây. Đây này là cái cao nó bị bỏ xích mũi các bạn ơi. Em quay vậy là có rõ không? Đó, rõ. Đó, rõ. Đó, rõ. Nó cạp rõ. Nó cạp nè. Cạp này. Dạ. Đi phân ra ngoài. Ờ nó ra cạp đây nè, cạp mấy cái mầm qua nè. Dạ. Cái tỷ lệ mà đậu trái của cacao thấp lắm. À, thứ nhất là thụ phấn xong rồi bắt đầu cái những cái bông mà nó ra được á thì nó sẽ phát triển thành trái, mà từ lúc mà trái ra trái non mà khi ra trái trưởng thành á nó cũng qua một lần rụng nữa. Cho nên bản thân cacao nó ra bông rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ trái nó thấp. Ký âm 100. Nó rụng. Thì cái trái mà các bạn thấy đây nè. Chú cái này gần chín rồi ha chú? Nó vàng vàng. Chín rồi đó, đã chín rồi đó. Ba lô đâu? Ông ơi, này nó bị vứt đi rồi không chậm. Không, lấy hàng bỏ. Không bỏ nó đâu có được sạch sẽ như vậy. Chú ơi, mấy cái giống này bị sao chú trừ cái giống mà nó màu xanh thì mấy cái này nó đỏ giống nhau. Đây là cái cành này là cái cành nó mọc từ thân. Đó là phải tỉa bỏ đúng không chú? Dạ. Đúng, bình thường là phải tỉa bỏ. À, cành này là phải tỉa bỏ. Nhưng mà chú phải để là để gì chú dưỡng cho nó phát triển lại. Dạ. Chú nuôi lại. Chú dưỡng cho nó phát triển lên. Ờ trong dạ dạ. Khi mình thu hoạch xong mình sẽ chặt bì cho nó rộng. Để thay cành nữa. Ờ tỉa. Không có cạch. Cắt bớt nha, hẳn mấy nhỏ nhỏ nè. Mấy cái nhỏ 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 nè. Nhỏ vậy ha, nó như cái nhỏ nhỏ đó, 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 nhỏ đó. Rồi cắt bỏ mấy nó đó. Chú cái cành này. Ngay là quy trình mổ trái cacao em ạ. Đây, nói chung là ai cũng đang quay. Đây là YouTuber tương lai hết các bạn ơi. Cái con nhỏ. Cái nhỏ mình thu được khoảng bao nhiêu gam hạt? Thì cái lớn cái nhỏ. Đây là sơn vlog, vàng vlog, này là kỹ vlog này. Này là mi vlog. Này tâm tay vlog luôn nè. Này là chú Tám vlog. Ủa cái cacao to khổng lồ. Mọi người ủng hộ. Phim mà nói gì xin cái nhỏ lên lắp xong bình luận vô của này là xin phải là làm thuyết minh vô cứng quá chứ tại con da này con da mỏng chứ con da kia chú chặn cá một à chú có chừng tay cuối cùng cũng sắp ra là các bạn ơi.
không có đi. Trời ơi. Mỗi ai bạn ơi. Hạt tươi là vậy. Có mùi gì không chú? Cái này ăn được không chú? Ăn được mà phải đúng không chú? Ăn được. Cho con nhưng mà trả hạt lại. Ăn được. Thử hạt đi. Ăn được hạt lại chứ. Ăn ngon lắm. Ai muốn ăn không ta lấy cho. Nhớ trả hạt lại nha. Chưa còn không thơm à. Nói chung là nếu mà bạn ăn mà bạn nuốt luôn thì nó sẽ mọc rễ mọc cây trong bụng nha. Ai muốn nhai luôn cũng được. Nếu ai mà nuốt hộp luôn là nó sẽ mọc cây trong bụng á, cái rễ mọc ở đâu thì đắng đắng. Ngon mà. Hình như ăn nhiều xay phải không chú? Không. Cảm nhận sao bạn? Mình chưa được ăn. Nhai luôn đi. Đúng lên cục á. Đây. Chua. Đó là cái vỏ ngoài thôi. Này sơn vlog nè. Ừ, đúng đó rồi. Ngồi. Này mà ai mà nuốt hộp là nó sẽ mọc cây trong bụng các bạn. Bạn thử không? Biết rồi. Hộp chưa thành sô cô la. Chú kêu nhai luôn đi. Nhai được hả? Nhai được. Đáng đáng á. Nhai luôn. Nhai được. Ông chú kêu là nhai luôn hột chứ không nhai ăn cái đó là có được gì vậy á? Nhai luôn hột luôn. Làm sô cô la đó. Này nhai luôn đi. nhai đi. Sô cô la. Nhai đi. Ăn rồi biết rồi. Nhai luôn hột. Phèn ơi là phèn. Người sao á? đưa miếng lại ngồi về kìa coi ăn nữa không uống nhai hả nhai hết rồi ai nhai hết rồi coi ăn gì ngay không được nhai hết rồi sau khi thăm vườn siêu to đó ca cao xiên dừa xong thì bây giờ mình sẽ đi qua vườn bưởi da xanh nha các bạn siêu to siêu khổng lồ bưởi da xanh siêu to siêu khổng lồ bây giờ mình sẽ đi vào đây nè bưởi da xanh. Đây là vườn bưởi. Mình sẽ đi vào vườn bưởi da xanh. Bưởi các bạn ơi. Đây vườn bưởi. Đua xe không? Cách chiếc xe luôn á, chạy bộ. Kẹo má rồi được lên YouTube rồi. Mắt to kìa. Bưởi nè bạn ơi, mình tới đây trồng toàn là bưởi không bạn ơi. Cái này mình tây à. Ừ. Cái bưởi nó nổi nhiều quá không có bạn. Bưởi. Nó đến chữ to với nhỏ bưởi. Đấy gì? Chữ bưởi. Đây đây vườn bưởi. Cái nào đẹp nhất này?
bưởi da xanh nè bạn ơi. Đây bây giờ mình vô tới nhà. Thôi quá tuyệt vời luôn, trời ơi. Đây bạn ơi, bưởi da xanh nè bạn. Dạ chú Dương Quốc bưởi da xanh đây à. Này nó nhiều quá bạn, phải dùng cây để đỡ luôn á. Chứ không à. Này phải đỡ lên chứ không đỡ nó thấy nhắn rồi nó lôi không nổi. Bưởi nè bạn ơi. Đây. Đây bưởi. Quẩy chú ơi. Nó đại đó là đi điểm này nó cái ngân ngày nay ở đây tôi tự cái vườn tôi già tự giống cơm ăn tự ruột gà bắn. Chú ơi, cái này ghê nhờ. Có vài cái lọc kêu luôn bạn ơi. Bưởi nè, vườn bưởi da xanh. Yeah. Em mang đại thầy, em không biết của ai nữa. Vườn bưởi da xanh. Bưởi các bạn thấy chú chừa ra phần ở phía trong cành đúng không? Bưởi da xanh nha mà. Này nắm tấn công hết mé rễ thấy chưa? Cho cái bùa. Rồi cành này nó hay. Trên trên ngay cái cây lúc nãy mình có một cái cành nhện đó, nó có hai trái. Hay cái cành này, cành này là cành nhện hay cành vượt? Cành đó cành bình thường. Cành nhện là cành mọc từ thân đi ra nhỏ. Thì thường thường các bạn coi cách chừa trái của chú. Ở đây thì mình quan tâm nhất là cái phần mà xử lý ra hoa. Xử lý ra hoa chú không có dùng thuốc nhiều mà dùng từ phân bón. Thì phân bón nó sẽ nhìn chung là nó không có bị suy cây nhiều bằng thuốc. Này là bưởi cặp nha các bạn, tức là người ta sẽ bán một lần hai trái luôn, không có bán lẻ. Đây, để dẫn cặp là bán một lần hai trái luôn. Và nó không có bán lẻ. Đây. Đây. Đang tưới nước rồi bạn. Hết sức là mạnh luôn. Tại chơi cái mép dít này đặng rải phân tưới nó đỡ dần phân. Hiện tại là mình đang có mặt ở trung tâm dừa Đồng Gòn các bạn. Mình xin vô nghe giới thiệu. Đây. Chia làm hai nhóm. Một nhóm chúng ta sẽ học về kỹ thuật lai tạo, bảo vệ thực vật. Một nhóm chúng ta sẽ học về kỹ thuật trồng, chăm sóc. Đây, phần chuyên trồng. Để chúng ta làm hai nội dung nha. Một nhóm là chúng ta học về bảo vệ thực vật và kỹ thuật canh tác, một nhóm chúng ta sẽ học về giống và lai tạo, kỹ thuật vườn ươm và lai tạo. Thì giới thiệu với các bạn, đây có chị Ngô Thị Thanh Trúc và chú Nguyễn Kim Liệt.
thì chúng ta sẽ đi làm hai. Bây giờ chúng ta tự động chúng ta chia ra mình có 22 người đúng không? Mỗi bên mình một người. Sau đó chúng ta sẽ đổi nhóm. Một nhóm nào ở đây thì đổi qua kia. Một nhóm dự kiến như vậy 45 phút nha. Sau đó chúng ta quay lại. Rồi mình đếm lại thử. Đúng không? 6, 8, 10. Một bạn nữa. Bên đây có 10 cũng được. Ai qua nữa không? Rồi đến các bạn này đi lại phòng. Rồi chúng ta qua phòng kia. Chú liền đang đang chờ mình đó. Rồi còn nóng cái thấm ba cô. Rồi cái giống á cô, có cái giống không? Có nhóm ba hả chú? Chú học chú nhóm ba. Rồi bỏ chép vô, chú học đi. Bỏ chép ở ngoài hả? Sao nhớ? Đúng kiểu Nhật. À đúng kiểu Nhật đúng không? Đúng rồi. Gặp giá kiên cầu. Cô đi bỏ sao mình, không? Cô bỏ sao đâu? Rồi mình đi vậy. Bỏ đi cô. Mô bà. Ơi mày thiệt luôn hả? Bỏ giống cô. Sao lại bị dốc? Các bạn cứ ngồi dưới. Ok. Bây giờ mình sẽ xem like dừa nha các bạn. Đây là các bước lai dừa. Cái còn lại lên sóng. Cái nhỏ đây lên sóng. Các bước lai dừa. Này là dừa lùng. Thời buổi khó khăn cái gì cũng cạnh tranh, YouTuber cũng cạnh tranh các bạn ơi. Ai cũng làm YouTube các bạn ha. Bên đây là cá nhỏ cái cụ này cá mập. Rồi thì chúng ta đã chỉ giới thiệu phương bố. Mình cứ tưởng tượng đây là cái cây dừa bố ha. Thì mình chụp cái dừa lại. Để mấy đứa có cái gì chụp hình nó sinh động hơn. Rồi hữu chị đi lấy cái bông bao rồi. Này mình bao cách ly, bao cách ly dừa để phụ phẩm. Có gì lát gửi ra chứ kìa. Đồ lộn gì. Mặt pin trong này rồi. Chưa? Nhờ gửi lẫn nhau đi. Rồi. Rồi bây giờ qua cái bông dừa cái. Bên cây dừa này ở đây. Mình ví dụ cây nãy là cây dừa đực, rồi mình bao cách ly dừa đực. Còn bây giờ là mình sẽ làm dừa cái. Cắt cắt hoa đực đó. Cắt hoa đực, cắt hoa đực. Được luôn. Những hoa được còn sót lại.
Chị đứa có thắc mắc tại sao chị cắt vậy, chị không cắt sát vô cho đỡ lại không? Ừ? Tại sao chị để cho nó... Để cho nó đẹp. Không hư nè. Có bị vậy thì cắt hơi vô khúc nữa. Cái số này trái nó bự nó còn cái để... Mục đích chính của nó là nó sẽ không bị cái bao này nó cạ vô nè. Nó có chống đỡ. Bởi vì cái hoa của mình nó sẽ không bị lung lay, nó sẽ không bị hư. Sao không cắt nhánh này? Đi chừa cho hồi nhóm kia. Mình cắt mình chừa để tạm thời đi. Cho cái bao nó không đụng vào cái tay thôi. Không có làm ấy. Rồi khi mà mình quay cắt thì cho nó lâu hả chị? Đâu có, nó hai cái cửa sổ lận. Thì chúng ta kéo lên cái xuống thì chúng ta sẽ thấy á. Thấy hả? Bạn chụp giùm mình một tấm. Chụp luôn chị đúng chụp không? Chụp chị với cái bao cách ly. Có tặng mấy bạn này để à, mấy bạn đứng xích vô đi. Nó giờ mình bóp cái đó mình sẽ thụ phấn. Bóp cái đó thì sẽ thụ phấn vô cây dừa. Bên đây chụp được thì né, còn bên đây không muốn chụp được thì muốn chụp. Không trường. Bung dù đó. Xong rồi. Đây nè, mình sẽ bóp. Đó, mình bóp về để thụ. Đi vào tè tôi một tè cả. Tại góc bên đây nó bị đứng hơi hơi bên đây. Được chưa? Cho em 5 phút. Mình dọc vô trong. Thì hiện tại mình kết thúc ngày đi thực tập thứ hai các bạn. Thì tổng kết lại ngày đi thực tập thứ hai thì đầu tiên là mình đi ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành thì mình thăm cái mô hình cacao sen dừa. Tiếp theo là mình đi xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre luôn ạ. Thì xem mô hình bưởi da xanh. Rồi cuối cùng là mình đi trung tâm dừa Đồng Gò, nhưng mà nó mưa quá nên mình cũng không quay nhiều. Hiện tại thì mình về khách sạn nghỉ rồi bạn ơi. Thì ngày mai sẽ tiếp tục là ngày thứ ba ở Tiền Giang nha các bạn. Thì bạn hãy đón xem. Nếu thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe cho mình nhé. Xin chào.